Thanh Hà Giang. Pin Hồng Thương Điếp, chương trình thời sự then cõi cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang và này, khai con lên phân tín. Tiếp lắng phân tín mời Pin Hồng tón nghe phóng sự. Huyện Quản Bạ ao khấu hệ chương trình đàm phiếu quốc giá. Khăn này mời Pin Hồng tón nghe nội dung của chương trình. Pin Hồng Thương Điếp, Pin Hồng Thương Điếp, đã phải thăm các phép việc trước tỉnh Hà Giang, văn thiếp tí bình ất. Mẹ Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đoàn hệt việc của Quốc hội đã đi bay thăm di tích Liên Vương, xã Sa Phìn, thăm tặng quà động viên lãnh đạo học sinh khỏ trường trung học cơ sở xã Lũng Táo, thăm thao cơ Lũng Cú, các hệt việc đến cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Bài bảo đoàn mở bừng tỉnh là Mỹ Bí thư tỉnh ủy Trương Tài Vinh, ghé thăm Hồng Sơn, công đoàn đại biểu Quốc hội khóa tiếp thăm tỉnh Hà Giang, thăm di tích Liên Vương chú xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn. Mẹ Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đoàn hệ việc của Quốc hội đã đại nghe lần mượt thần tế sự nghiệp quốc gia tộc họ Vương, cấp lịch sử kiến trúc nghệ thuật của di tích Liên Vương. Đây là kiến trúc nghệ thuật đầy xếp hàng di tích quốc gia, lê nương đời lại tin La Lìn, đầy cân La Lìn đời nước của một lành nước táng thần trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng ái tỉnh các huyện vẫn quay thân khai quảng bởi hạt du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và chỗ mà bạn đang trọng đời ngành du lịch chấm đỉnh địa đầu tổ quốc, thân thăm động viên lại thầy cô giáo, cấp tặng quà hàng học sinh khỏ trường trung học cơ sở Lũng Táo, huyện Đồng Văn. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã on những việc đẩy hết đầy mạc mà tỉnh là đần tàng cá, huyện Đồng Văn đần hắc điều đã chống đẩy. Nhất là ba quan tâm quay lò thực việc ẩu thùng dân trí, đào tạo bồi dưỡng mừng nguồn lực hà tỉnh. On bơ ba cố gắng phát huy truyền thống bảo gần, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên tăng tỉnh. Đang hẳn bi trường trung học cơ sở xã Lũng Táo đã cố gắng vượt qua những ăn giặc và chống bạn đẩy những kết quả đầy mạc đời thòn từ giải thư từ hành hết đây hà cảm bác báo dù lê khó khăn thân dơ cùng phải cô là hết tiền đây mạc việc giải thử học thử. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ao thong bác ám thử dân hà lên đào học sinh khỏ quốc trường trung học cơ sở xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, giúp thầu cơ Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng hàn trọng là đại thân tất kha thân trọng ám tỉnh đi đầu tổ quốc tìm đi thầu cơ Lũng Cú vẩy chú chó phù ngược tìm đi bao cơ lồng quảng hà thiết mét vuông khẳng định chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thăm các hệt việc đến cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã on những việc chống đẩy đầy mạc đồn biên phòng đã chống đẩy từ việc đối ngoại dân vận việc hẹn bản làng bãi quán này góp phần giữ vững mưu chủ quyền quốc gia giữ đầy mạc tăng biên giới hòa bình hợp tác hữu nghị. Đồng chí cùng ái là cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng phải tự hào vì là đang thống các hệt việc trong đình thiêng liêng của tổ quốc. Vì lê Lũng Cú, lê tiên tiêu, các lúc giờ cùng mì vị trí quan trọng đời chờ cần sần cá nước. Nhân dịp bình báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã phát cảm chúc đầy mạc nhất cấp tặng quà của Quốc hội hở lại cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Văn tiếp hạ bốn ất, huyện Bắc Mê đã khai ốc hội nghị xúc tiến đầu tư bài tài ất vì thầu xin tiếp hạ. Dự hội nghị bị Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Trần Đức Quý, lãnh đạo lai sở ban ngành của tỉnh, đại diện phòng thương mại cấp đầu tư Việt Nam, châu Âu, Hiệp hội Thương mại Nhật Bản, lại doanh nghiệp đại cùng một nọc tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Mê quá lại thời kỳ. Huyện Bắc Mê mới lại ăn thản bơn đình đàm phúc, mưa lại long tai nguyên, mới lại cần hẹt việc, lại ti La Lìn. Nay lại ăn ngay về khai quảng bơ hẹt kinh tế xã hội, mò hẹt công nghiệp, nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ. Lại vì quá, huyện đã ơi lòng lại dự án đầu tư, bộ khai quảng trang trại lình tôi tùa, dự án mở phúc các hẹt chè thầy, hẹt rau hồi, mày bóc, lại đồ mỹ nghệ. Hội nghị bay này khai óc nên nâng đã lại sự kiện xúc tiến đầu tư của huyện Bắc Bề và lần bay quảng vừa bằng hạch kinh tế xã hội nhưng ăn lên bi thẳng về ở lòng đầu tư chống khẩu ba hạch kinh tế từ pì thông xuyên tiếp hạ thằng pì thông xuyên thông tiếp. Huyện tập trung ở lòng đầu tư dù là lĩnh vực một đầu tư xây dựng đô thị bường Tây Nam thị trấn Yên Phú chờ trang xã Đường Hồng, Minh Ngọc liên kết khai óc lai tua bên La Lìn đai cùng một nọc tình chuối liên nghỉ liên hàng kinh. Giữa hội nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, lai đại biểu, các đại diện lai doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đã báo cáo ban toàn quay mưa những toán bi thần của huyện và mi ba bay cây quảng cấp ở lòng đầu tư của huyện đợi bị thòng xuyên tiếp hạ cùng một những tỷ mưa nạ. Đang hẳn bữa bường lai doanh nghiệp, ái huyện Bắc Mê hay đại hà cơ chế chính sách ưu đái nhất là giải phóng, mưa đình, nói bài thời gian giải quyết lai thủ tục hành chính,
Mưa Bừng huyện Bắc Bê cũng cam kết sẽ hẹn đầy hà lại cơ chế chính sách chống hạn ngay nhất và lại doanh nghiệp chống đầu tư khảo hạch kinh số huyện. Lần rút hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Trần Đức Quý đã lần đỏ Bắc Mê Lệ huyện Mi Lai An Ngai cùng bỏ Mi Lai An Thành phải để phát huy đầy mạc. Chính lòng hành vay ơi lòng đầu tư phát huy thường đã những toàn bê thành cũ lạ. Huyện Bắc Mê cũng phải bị đẩy lại cơ chế chính sách đầy hà, các hết thường đầy hà, lại thủ tục hành chính, chống hạn ngay hợp doanh nghiệp, đầu tư khảo hạch kinh số huyện. Ái lại lên đầu tư, lại doanh nghiệp, cấp lại ngành quốc tỉnh, cung huyện, phải bao cắn ban thoàn, vay bị đầy những dự án đầu tư đầy đặc nhất. Giữa hội nghị, đã bị tiếp lên đầu tư, doanh nghiệp, ký cam kết biên bản hợp tác, cam kết đầu tư số gần 6 tỷ đối với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê. Hồi thì chăm coi mây cam, quay mây cam thư để bác lại huyện Bắc Quang, vụ bị thòng trên tiếp thí, đại khai óc từ văn so hà, thằng văn tiếp chất bên ớt. Đới thông nội dung thì, mi phân thì, chăm coi lúc mây cam làm kỹ thuật, cấp phân thì, chăm coi mây cam, óc đầy bác, mềm, cấp tốt. Vai tròn đầy nhưng lươn, mi thuần mây cam to tiêu chuẩn, khả này ban giám khảo hồi thì, đã cấp đang bài thần lai thì, vai coi mưa vòng thịt tại ớt, lên bài coi mưa cách lúc mây cam, giúp lại thuần mây cam của lươn dần. Vậy thì trong quan bày cảm huyện Bắc Quang vì này, mì sốc tiếp lươn theo thì cũng hà xả, lên Vĩnh Hảo, Việt Hồng, Tiên Kiều, Đồng Thành, cấp thị trấn Vĩnh Tùy. Nên lên nương đã lại lươn, mì lại kinh nghiệm phúc bày cảm hơn bì. Mì đến phúc bày cảm đã hợp phân bác từ HA đằng tàu khẩn, chắc lù bờ cách chăm coi, cái phúc, vài mắc cam thư để bác lại, các óc để bác mềm, để xa cùng một thôn, tròn, vài bày thì bày này. Hạ thân khả này, ban giám khảo bày thì đã đồng thân lan thui bày cảm cũng lại lươn. Vài coi mưa vòng thì tại ất lấy cách chăm coi cách bút lòng giờ hẳn làm kỹ thuật đang hẳn bên lại tiêu chí một thôn bay cam co bút để kỳ lại các tỉa lòng giờ nhất là việc chăm coi làm kỹ thuật bấu khi nãy hẳn ban giám khảo cũng trực tiếp tham lai chú lườn mưa việc chắc mưa những kỹ thuật bút bay cam chăm coi bay cam phong chay bổng beng hàng bay cam cách dư bắc cam tốc làng thử bác đấy là thôn bay cam to tiêu chuẩn phải lên những lườn mì thôn bay cam bút theo lâm địa hình mi tăng bay ba phải chuyến chớ đầy ngày. Đối mùi HA năm phút phải phút đầy từ thí bác thân hạ bác cốc bày cảm, đầy chăm coi thở khốn, làm quy trình. Quá phải thì chăm coi bày cảm, vầy mắc cam thư đầy lại, xe hư lây chú lươn phút bày cảm, học lại những kinh nghiệm, đặc việc chăm coi phút bày cảm. Vậy phòng trẻ dịch bệnh hợp đoàn Tây Túa du huyện, nói phải những án mỹ đầy hạ cần liền Tây Túa. Qua ma chạm thú ý huyện Yên Minh, đó bường quyền quyết khử trùng tiêu độc lào lang Tây Túa. Lại cần phải quyền quyết tiêu độc khử trùng lào lang Tây Túa, mi cán bộ khuyến nông, thú ý, công an, dân quân quốc lệ xã thị trấn, lại thành viên đạo ban quản lý chợ. Dù huyện Yên Minh, việc này sẽ đầy khai ớt đã bường nướng rút hiếp hết xã thị trấn. Ăn cốc lệ lại thôn con này mi dịch, lại luôn liền Tây Túa lái, dù đời chờ nhất lệ giá chờ khác biến. Đời lại tì liền Tây Túa, phải tiêu độc khử trùng tầng lại lào lang Tây Túa, cấp khen lào lang, thoái tiêu độc khử trùng lại lòng đồ quốc, sẽ chuyên Tây Túa, đồ quốc kín tốt con khẩu óc du huyền. Dù lấy chờ buồn khai Tây Túa, lại tì khai nửa đít phải đầy quyền quyết thoái tháo giờ, các đầy phun ra tiêu độc lúc tan trở. Lần điều đầy lại xa các biến, sẽ quyền quyết tiêu độc khử trùng tham văn bày nứng. Khiến hàn huyện Yên Minh sẽ vận tàu huyện đầy mẹ phía lên chắc qua loa rút lại tổ, vậy tặng lại pi nòng cơn xuân để chắc lại ăn mít đầy cốt dịch bệnh Tây Túa. Mi điều bằng thường kiến giúp khoảng vạn, mà nhàng bằng thường hôm lên của tổ cần. Qua này ảo thùng ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên các tặng lại cơn dẫn đã phòng chạy dịch bệnh Tây Túa, góp phần coi giữ hôm lên của lại cần. Khăn này rút đầu tỉnh là Pha Đăng Dân Lèm. Mì phấn hưởng tì, phát dân lem, cấp 10 lem, đã hết ảnh hưởng nắc na thường việc liền tòi tùa. Xong đến việc lần báo hết đầy mạc việc phong chay dân lem, chuẩn bị mưa nhạc kinh hạ đoàn tòi tùa. Tì hạ thường đầy, tăng cán đoàn tòi tùa giúp huyện Bèo Vạc, đang bè đầy mạc. Khăn này đoàn tòi tùa của huyện Bèo Vạc, áng mì hơn sốc tiếp cầu xin tùa, đang hẳn mò lè sạc thong tiếp xúc xin tùa, vai lè tham xin tùa. Khâu nhưng văn quá, phát dân lem tâm cương, ban ma lại tỉnh Bường Bắc, nhiệt độ đầu văn, lúc sơ cùng xuống bước tắm, hát ảnh hưởng đắc ra thân hôm len cũng đang tồi tùa. Chính lông hành, ngay từ nhân văn có nhang khẩu mua dần, phòng nông nghiệp cấp phát triển nông thôn của huyện Bèo Vạc đã báo lại ngành chức năng cấp tiếp pét xã thị trấn. Lần báo thân cân dần, lại bay lào dự uốn hở tồi tùa, chuẩn bị mưa nhà kinh, mưa lại lòng bột khẩu, bột bắp, vai hẹt chảo,
hàng bò bài kinh đang dừng văn dần. Lên báo cân dần, mít bần bối thoá tôi tùa ốc nọc tồng, không dừng văn, tặng tiếp thông đồ xê. Lúc giờ cùng quay chăm coi đầy đứa, quần quét lau xăng, hải thời giờ. Kết quả hạ thân khả này, giúp đời huyền bèo vạc, mít mì tù mô vài giờ hài, do dần lem, do thiểu nhà kinh. Đời thời gian bưỡng đà, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, xem bình lại bài dần lem. Do hẳn, khen đế ba quay thân lên báo của cấp ủy chính quyền, thì pin hồng cân dân cũng phải chủ động đặc việc phong chay cấp dự uốn hậu đoàn tội tổ cút là đảng vua dân này. Đào lại văn sở này giúp tỉnh Hà Giang và dân lên hưởng lì, lại huyện mỏ đồng văn miêu vạc, mì tì lồng tạo thông đồ xế. Khảo tuân chào, phần lại sản xuất huyện đồng văn mì mới tóc lấy, chấp khảo thông bướng tàm bề mà, kha mày, nhọt nhá. Này lệ bày tóc mới lại tóc con đã mua dân pì này giúp huyện đồng văn. Phả dến lem đã bằng thân kín giúp còn văn cốt bì nòng cơn sơn đào huyền. Mười tóc lái bảo đời đét lành, đã lêu lái nốt phép nhá bác vừa dến cốt bì nòng cơn sơn bì hay. Thường khẩn này phần lái xa thị trấn giúp huyện đông vắn, sang mi tây tù hào bì hay. Con phả dến lem vẫn tạo hưng lì, bì nòng cơn sơn giúp thân huyện đông vắn, phải coi đầy thường đảm bảo hôm lành hợp đoàn tây tùa. Chạy bếp đoá tây tùa lúc phả dến lem. Già lão làng cắp trong đôi quốc kín hào tơi túa, vài nơi bay lấy ăn mít đáy sảy ốc. Mới pin hồng toàn nghe bọn khỏi lần bờ phóng xử, tăng cương phi phong chay dần lèm hào đoàn tơi túa. Đa hư những văn này, do ảnh hưởng của bần phà dần lèm, và chủ động đới việc phà dần lèm này, ngành nông nghiệp các phát triển nông thôn đã báo lại huyện thành phố. Mì kế hoạch, phương án mở phong chay dần lèm hào đoàn tơi túa. Mì lại đoàn kiểm tra, rút lại huyện thành phố và chắc đủ tình hình tư hẳn mi phương án phong chay dần lèm đầy mạc hẳn đoàn tội tù cút lại huyện. Ngay từ những văn có nhang khổng mua dần, ngành nông nghiệp các phát triển nông thôn đảm bi văn bản báo thân lai huyện thành phố chủ động bị kế hoạch phương án mưa phong thiểu nhà kinh lần báo lai xã thị trấn bị kế hoạch phong chay dần lèm hẳn đoàn tội tù lần báo thân lai lươn định tội tù mực cách phong chay dư uốn phong chay dịch bệnh hẳn đoàn bộ phải cút là. Do hẳn ý thức của pin hồng, một việc phong chay dần lèm hẳn đoàn tổ cúc là đã đầy mạc hơn. Tăng cá lại lau liền để pin hồng bày dư uốn. Khai đấy hẳn đã lươn liền tôi tùa cùng chuẩn bị đầy mạc mưa lại lòng nhà kinh hẳn tôi tùa đồng mùa dần. Ké Dương Xuân Hung A, thôn Lung Cang, xã Thành Vân, huyện Quản Bà Lần. Mùa dần ma thần lại lên khỏi tàu thư bạt mà bày dư uốn hẳn lâu sang tôi tùa. Cấp túc nhà, bày mi đo nhà kinh hẳn đoàn bò. Không những văn phà dân đem lại, thì liên khỏi những tổng chào bắp cùng mò bông lầu, hở mò vai kinh, vài mò vai khói dần lèm. Cá đang văn chiến, thôn Na Viên, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê Lần. Phà dân ma thần, lên liên khỏi ao bạt, phải bay dư uốn, lầu sang tôi tùa. Các mít bối tôi tùa ốc nọc tồng, phà đét thì chứng bói. Là cùng chủ động, tổng chào, cấp chuẩn bị bước đo nhà kinh, hạ đoàn bò vai kinh giúp đỡ lầu. Nhưng văn phà dần lèm lê khỏi phải phon phay phải dư uốn hàng bò vài. Khăn này tăng cá đoàn tòi tùa cút tăng tình, áng mi hơn cầu bác thì tiếp xúc xiên tùa. Đang hẳn đoàn vai mi sàng tiếp xúc xiên tùa, mò hơn cầu tiếp cầu xiên tùa, đoàn bù hơn hạ bác thì tiếp hạ xiên tùa. Nhang bè lê hơn bác nâng thăm tiếp bét xiên xúc bác tùa, mà mi hơn thong xiên bét bác tùa. Phải đảm bảo đầy mạc bởi việc phong chay dần lèm hàng đoàn tòi tùa cút tăng tình. Ngành nông nghiệp đã lên báo cấp bảo đến lại huyện thành phố khai lấy lớp tập huấn hàng lai lươn đỉnh tồi tùa mở cách chuẩn bị nhà kinh ký cam kết hết đầy mạc về chuẩn bị bơi nhà kinh hàng tồi tùa khai đấy việc chuẩn bị đầy mạc mưa đo nhà kinh hàng tồi tùa đã những văn dần thì lai lươn cũng phải chuẩn bị đầy hà mưa lên long trào mở cách phong chay dịch bệnh hàng tồi tùa đã mùa dần. Ngành nông nghiệp cũng đã óc tham đoan kiểm tra đến việc phong chay dần lèm quá về quay rút lại huyện thành phố đoan đà bị đánh giá bởi việc chủ động phong chay dần lèm, bút lại huyện đơn tăng khá, cùng bỏ cũng bồi lươn dần, chút đời tỉnh lần hai điều. Ké Đỗ Tấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp các phát triển nông thôn Hà Giang Lần. Đang bay dần hàng bươn tiếp thòng, cấp hồ bươn ất bị thòng xin tiếp hạ, ngành đã óc tham đoan kiểm tra, chú tiếp ất huyện thành phố. Lai đoàn đã bảo đới phong truyền bồn của lại huyện, thân lai lươn phải quay tàn tì. Hạ thân này, tăng cá non tôi tù cút tăng tỉnh, vân đầy trăm quay đầy mạc. Đang bay câu điểm theo lần báo quốc tỉnh, mưa vịt phong chay dần lèm, cấp khử trùng tiêu độc mưa lầu liền, do hẳn ngành đã tham mưu, hẳn lai huyền, ao khoảng hạt đai hà, thông việc này. Đới ba khẩu cuộc đai mạc cũng lại cấp chính quyền,
Pao Đế Pa chủ động ý thức chăm coi đoàn tòi tùa của mùi lượn. Từ hôm mùa dân thân khả này, giúp đỡ tăng tỉnh là bánh mì tùa mò tùa vài giờ hài do dân lem hay thiểu nhà kinh. Song theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đang thời gian bước đà, pa dân lem xe pan khẩm đức là các mi những bay dân lem nắc nà do hẳn vay bớt bay để xuống tôi tôi hài do dân lem do thiểu nhà kinh là những bay dân bước đà. Ngành nông nghiệp các phát triển nông thôn báo lại huyện thành phố phải hết đầy mẹ hơn về lần báo thường đơn dần mưa phong chay dân lem hạ đoàn tôi tùa chuẩn bị đầy mẹ mưa đo nhà kheo nhu kinh hạ tôi tùa tranh thủ những văn phà đét ún quèn quét lầu sang tôi tùa chay lầu sang bị bấn các bàn óc lai dịch bệnh hát ảnh hưởng nát đà thường việc bề đoàn tòi tùa của tàng tình bay xe tốc lăng kinh lẩu kinh bìa lên nương đã những việc ba thần tai nạn giao thông lại việc hẹn mực kiểm soát xử lý vi phạm quy định mượn nồng độ lẩu đã cần lái xe đang đại hẹn đã phẩm vị cá nước từ này thân thiện chỉ bị máy thông xin tiếp hạ tính bằng tu cần lè tăng cá đã kinh lẩu kinh bìa để pin lòng biết phần lái xe. Pì nòng thương điếp mời pì nòng toàn nghe phóng sự. Huyền quản bà áo khẩu huyền chiến trình đàm phiếu có giá. Huyền quản bà mi đình nhà bơn phạ hạp đời đàm phiếu có giá. Đào lại bươn quá huyền đà mi lại chiến trình. Bảo đời lại tập đoàn công ty hết giá phải đàm phiếu các thứ có giá phiếu ốc đáy. Và to con đã thu mà đẩy lại ăn pin lân. Lượn cát lý tờ giang rút hồn nằm đầm xảo quản bà huyền quản bà. Mì nửa hạ xuyên mét vùng đình đàm phước phù nứng. Con này kiến giúp cô lần ca sang chậm lại khó khát. Ca phải phải hệt thuế phải xả ngân dung còng văn các liền lục phải thòn thứ. Xong đẹp ba lần trao cô chính quyền, lần ca đã hệt đình đàm phước lấy lòng có giá. Mỏ a ti số, đường quy, bạch trị. Lòng chương trình đàm phước có giá khúc huyền quản bà phải ao thu ngân thu hở cân dấn. Ca lý tờ rằng, rút hồn nằm đắm sau quản bà huyện quản bà lân. Gia đình tôi thì được cán bộ huyện với lại trong thôn tuyên truyền trồng cây artiso thì nhà tôi cũng lượn khỏi để huyện lên cháo đàm phước nó artiso cấp lượn khỏi đà ao khảo đàm phước làng hẳn để cán bộ huyện lên cháo cách đàm phước chẳng coi nó artiso vì này phước thủ mà đầy lấy ăn đầy miếng lấy vì làng lượn khỏi phần tàu đàm phước mới. Các ơi lòng lại luôn đeo thốn vào gần đầm phước phải ảo thù ngân thú. Tôi lại tiếp tục trồng. Tôi sẽ tiếp tục vận động các hộ trong thôn trồng cây artiso. Vậy đầm phước có giá. Lươn cá lý tờ giang các hiếp hạ lươn tác đeo thôn nằm đắm đã bảo gần khai ốc hợp tác xã đầm phước có giá. Ao tên lệ hợp tác xã cộng đồng nằm đắm để sống ngân xã ở thòng tỷ mướn. Đang hạn ngân lệ thòng phát hạ thiếp triệu mướn. Nhàng làng lại cần đại hợp tác xã góp bằng đìn lườn xưởng cấp cân hệt việc. Có khẩu hệt việc, ban quản trị hợp tác xã đã bảo đề lại ngành chuyên môn, lần trao cách đám phước chăm coi họ pi nòng cơn dân suốt này. Mời thầy già bà mày mà khai lớp thòn trao cách phá nằm giá phải ép nằm. Khăn này hợp tác xã đã phước đầy há hát đá cốc giá. Đào pi thòn xuyên linh thiếp hả, và chuyên tôi canh hệt kín này sẽ áo mà ngân thu họ lại cơn dân đã hợp tác xã. Ca Lý Tờ Rèn, giám đốc hợp tác xã cộng đồng Nam Đám, xã Quản Bà, huyện Quản Bà Lân. Thấy cái cây artiso ấy, cái cây dược liệu có thể trồng và thu nhập cao hơn. Khỏi hẳn đám phiếu nó artiso ở ngân thu lại hơn. Vì này bọn khỏi lần cháu ở khẩu đám phiếu để thả hát đá giúp hợp tác xã. Các lần cháu họ lại lươn tăng đám phiếu, mường tặng lại cần dân đề hợp tác xã, đào tốn hệt đề mẹ việc đám phiếu cốc xá, cùng mọ hệt lươn xưởng, góp cống lèng vào căn hệt hào đầy đưa. Trồng dược liệu cũng như là triển khai làm nhà xưởng, người đóng góp ngày công, người đóng góp cây, làm cổ phần thì mọi người cũng rất là nhiệt tình. Cùng mọ cần dân rút hồn nằm đám xào quản bà. Vì nào cần dân rút thị trấn Tam Sơn, thốt đảng tốn hệt chương trình đám phiếu cốc xá đầy huyền khai ốc. Việc thật ốc đã bị đòn xuyên linh thiếp hạ, tăng thị trấn hệ lòng hào phiếu đẩy bếp hát á có giá. Mì artiso, đường quý, ý dĩ, khoai nứa, các bài trì. Vậy việc đầm phiếu có giá hệt làm việc thật ốc, thị trấn Tam Sơn huyện quản bạ, đó hợp tác xã phiếu có giá, các giá việc hỏi ban chủ nhiệm. Khèn hàn áo mà lại ăn đầy mẹ nhất, vậy hợp tác xã phải khấu hệt kín.
Khẩn này, xã viên đang bay khảo đầm phúc đầy tham hát đá nó à tì số lòng việc đã tắt nóc. Kế viên Tiến Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ Lân. Thực hiện cái kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương cho mở rộng diện tích cây trồng vụ đông. Hệ kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, mưa khai quảng đi đàm phúc phù dến. Thị trấn Tam Sơn khởi đầy thường lấy lâu mấy phúc hết cốc, nhất lấy có giá. Khán này thì trần đã ốc hợp tác xã đàm phiếu có giá, vì nồng cơn dân đã bày khẩu đàm phiếu giá. Vậy khai quang đình đàm phiếu có giá, thì trần đã hết đế mẹ viên lần trao ở lòng vì nồng cơn dân. Qua này, vì nồng đã chắc đẩy việc chuyên tôn mảy phiếu tù liền, phải eo thu ngân thú họ đã lườn. Khán này phần lại coi khẩu đàm phiếu nó à tí số để thóng hát đá giá. Vì nào cơn sớm phần tàu hệ đến phải đàm phước hào làm vụ. Bà con nhân dân đang tiến hành tiếp tục làm đất để gieo trồng đúng thời vụ. Khán này giúp huyện quản bà, nó công ty Bình Minh đang đàm phước các thứ có giá rất sao quyết tiến. Ở mà ngân thủ thủng hợp vì nào cơn sớm giúp này, huyện đã ốc đại hạ hợp tác xã đàm phước có giá giúp lại xã thị trấn. Mì đinh nhà buôn pha hạp để từng lòng có giá. Lại hợp tác xã ngắp về khẩu hệ kín. Sống đã thu mà đầy lại ăn bên lần. Lại hợp tác xã đàm phiếu có giá đã từng ba chuyên tôi cách đàm phiếu có cần dẫn. Góp phần chuyên tôi cơ cấu mày phiếu đợi hết lấy nà liền tay tùa phiếu đồng du huyền. Hết bên hoàng hóa hở ngân thú thúng. Kế bàn Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ Lân. Để xã vẫn tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho cái công ty Bình Minh triển khai trồng cây dược liệu. Xã vẫn tạo ao mai những endemia khởi công ty Bình Minh đầm phước có giá lòng việc tạt nó có công ty. Tài thóng lê hệt làm lần trước của Ban Thường vụ Huyện ủy. Xã đã khai ốc lại hợp tác xã cộng đồng đầm phước có giá. Khai có giá đàm phước đẩy hợp công ty Bình Minh thắm. Thường khẩn này bọn khả đòi ốc đẩy hợp tác xã nứng. Hẳn lệ hợp tác xã dược liệu Bình Dương. Bọn khói vườn tao lần cháu khai ốc hợp tác xã đàm phước có giá Lùng Thà. Vận động thành lập thêm hợp tác xã dược liệu Lùng Thà. Việc tạt ốc của huyện quản bà đào bi đồng xuyên linh thiếp hạ, lệ đàm phước đẩy chết thiếp hát á có giá. Âu toàn lại đình đàm phước có giá khẩn sốc bác thiếp bếp hát á. Vậy hiện đấy việc này, phải mịp và phối hợp cốt lại cấp chính quyền, cấp lại ngành chuyên môn, ở lòng pi nồng cơn dân đàm phước có giá. Đầu tư mưa ngần, phè, khun, hứa mưa kỹ thuật hợp cơn dân, như lệ xá ti khai cốt giá đàm phước đẩy. Kế Phạm Ngọc Phá, Cơ phòng Nông nghiệp các phát triển nông thôn huyện Quản Bạ Lân. Nhằm khuyến khích nhân rộng cái mô hình trồng cây atiso. Vậy lần trước khai quảng điền đàm phước nó ở tí số, huyện Quản Bạ cùng một loại doanh nghiệp đàm mì lại cơ chế, mò hứa doanh nghiệp mưa phẻ, nhằng huyện hứa khuôn, hợp tác xã các bí nòng cơn dân hát tạo ốc công lệnh đàm phước chăm còi. Nhờ lấy ăn hứa này mà bí nòng cơn dân toàn hệ viên đàm phước thiếp hát đá nó ở tí số. Thân khăn này bọn khỏi đợt lần trao đàm phước đẩy thám hát á. Các bươm thường bươn ếch sẽ phước sóng thuyền thiếp hát á. Nhằng mưa lần trao cách đàm phước chăm còi, lê phòng nông nghiệp cùng mò trăm khuyến nông đã bảo đề lệ xa thị trấn hạ cán bộ lông lần trao vì nòng cơn dân rút lại nà. Phải hiện làm quy trình kỹ thuật tạt ốc. Đảm bảo cái kỹ thuật và cái quy trình kỹ thuật đề ra. Việc khai quảng đình đàm phước có giá giúp huyện quản bà nhằng chập lê an khang. Mở cách nghề kín có bí nòng cơ dân nhân làng hậu, việc gửi lòng đầu tư giác, lê lòng mảy biếc mỡ chỉnh lòng hàn lại cân nhân tham cắn, coi mưa những ăn thu mà đáy. Mường nằm trước màu hệt lê nà vai lái, mi mi nằm tưới, và liên kết cô nhà nước, cơn dân doanh nghiệp sang đáy cặt, sang áo mà bà thiên điếp hả cơn dân phải yên tâm hệ kín. Kế lệnh thể hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ Lân. Thành lập được 5 hợp tác xã cây dược liệu. Đào lại bướn qua mà, huyện Quản Bạ đã ốc đẩy hạ hợp tác xã đàm phiếu có giá. Nửa cơ sở lại cần góp mở đín ngần, phải khai ốc hợp tác xã. Các mì thị ính phải đàm phiếu có giá. Thần hùa bướn ết, huyện đã kỳ đề công ty dược khóa của Bộ Y tế, phải khảo đàm phiếu có giá giúp lấy nà. Huyện còi đầy thường về lần cháu. Vừa tập huấn giúp hồi trường, vừa tập huấn giúp lấy nà, vậy pi nòng cơn dân chắc đầy lò, nổi bài những ăn mít đầy đã lúc đàm phiếu. Thực hành trên đồng ruộng làm thế nào mà tránh được những cái sai sót ít nhất. Việc cơ khảo đàm phiếu quốc gia Lê Ba Pê làm cố đảng bộ chính quyền huyện Quản Bạ,
bà bày cải đã chuyên tôi canh hệt kín của bí nòng cơn dấn. Tưởng bà bên tì hệt ốc hàng khái hạ ngân thủ thùng hạ bí nòng cơn dấn giúp đào huyền. Góp phần hệt đầy mẹ việc tả giác tỏ khọ, khám hệt bà làng mơ giúp huyền quản bà. Tiếp sinh chương văn này bởi bí nòng tòn nghề tốt thèn, chiên bơ bài thèn, chữ xuân đại thắng, cầm cú hoàng thái.